Xin chào anh em, sau đây em sẽ test thêm một ca khúc nữa của ca sĩ Xuân Hảo. Qua sự thể hiện của cái cặp loa Anh Quốc có tên là Monitor Audio MA5. Một cặp loa cực kỳ hiếm tại Việt Nam anh em nhé. Dù mãi ngàn năm dòng tóc em bàn tay em nắm ngón du trên ngàn năm trên mùa lá xanh ngón tay em gầy nên mãi du thêm ngàn năm. Ngàn đời.